Chào anh em nhá, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh Trúc Ngọc Ánh nhá. Với năm đầu số điện thoại để liên lạc, anh em có nhu cầu mua đồng liên lạc với lại năm đầu số này nhá. Mọi thắc mắc tư vấn đặt hàng sẽ có gặp được anh em trong nhân viên trong tổ bán hàng tư vấn cho các bác nhá. Trong chương trình hôm nay xin giới thiệu với lại anh em cái bộ lá chun hàng cao cấp có trợ lực nhá. Bộ lá chun có trợ lực. Hàng này nhé các bác nhé, hàng này là hàng có trợ lực, hàng cao cấp nhất hiện nay. Đây là bộ này là bộ đã lắp hoàn chỉnh rồi này nhé. Đây nhé các bác này, chất liệu càng của nó là bằng kim loại, bằng kim loại xi màu vàng xi màu đồng nhé. Đấy, còn cái càng trên này thì là bằng chất liệu nó là inox ấy, sáng bóng sáng trắng nhá. Đấy, tay cần trợ lực này, có đế ốp da này và có cả cái đế lâm châm này để giúp cho mình thả bi, thả đạn vào đây nó không bị rơi nhá, rất tiện trong quá trình sử dụng. Dây chun là dây tròn, mỗi bên 3 sợi. Da là da to, nhá, da bản to, giúp cho các bác có thể kẹp được cả viên đá tầm bằng đầu ngón tay. Thế còn bình thường anh em thường hay là chơi cái bi sắt nhỏ, cái loại bi 6 ly rưỡi mà bi ở ổ giữa xe đạp ấy nhá. Đấy cái bi đấy. Hoặc là anh em có điều kiện luôn thì mua cả cái bi ve bi đá thì chơi nó tốt hơn. Đấy, cái đồ này thì là lực rất là mạnh nhé các bác nhé, lực rất là căng, rất là mạnh. Thế còn anh em mới mua về mà chưa quen, cảm thấy nặng quá, khó kéo quá ấy, thì là anh em có thể bỏ một cái dây ở giữa ra thì dùng nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ êm hơn. Thế còn đây này, anh em quan sát kỹ nhé, hàng này là hàng loại 1, hàng đẹp nhất trên thị trường hiện nay, rất là trơn tru. Bao bì là đúng bao bì màu đen như thế này nha, bao bì màu đen như này. Thế còn có một cái loại hàng nó rẻ tiền hơn là đóng trong bao bì hộp bìa cắt tông thì nhìn nó rất là nhem nhuốc, nó không được luột là như này, và những cái tay trợ lực này nó rất là nặng. Đấy, cái mặt hàng đấy thì là mình không có nhá. Đây, khi các bác bắn này, các bác đưa tay vào đây, đưa tay đây thì cái này nó để lên cổ tay mình ấy, là nó giúp gọi là trợ lực cho mình để cho nó im, cho nó im nhé, ngắm bắn cho nó chuẩn. Thì cái này gọi là lá chun có trợ lực. Cái này bắn chuẩn hay không chuẩn thì phải phụ thuộc vào năng khiếu của từng anh em nhé. Có một số anh em thì cũng rất là xạ thủ, cỡ khoảng 20m đến 30m là tiêu một phát, là cả bìm bịp hay là cua gáy đều rụng luôn nhé. Đấy, lực của nó này rất là mạnh rồi. Đấy, các bạn nhé, lực rất là mạnh. Thế còn bắn chuẩn hay không chuẩn là phải phụ thuộc vào năng khiếu. Đây, các bác lưu ý kỹ nhá. Đây là shop thì quảng cáo cho các bác là có một lô hàng mới lá chun trợ lực cao cấp và phục vụ cho anh em. Mấy mặt hàng này hiện giờ cũng đang rất là hot, anh em chơi rất là mạnh. Đây là bộ đã lắp rồi, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bác là lắp một bộ hoàn chỉnh nhé, và những cái phụ kiện đi theo để cho các bác nắm được. Đây là một bộ hoàn chỉnh này, nó sẽ bao gồm này nhé các bác nhé, bao gồm là cái lục giác, hai cái lục giác nhé, hai lục giác để cho các bác điều chỉnh, một sợi dây. Các bác lưu ý nhé, một bộ này chỉ có một sợi dây đi theo thôi. Thế còn trường hợp mà anh em muốn cần thêm dây để dự phòng sơ cua, hoặc là dùng cho thời gian nó đứt nó hỏng ấy, thì anh em có thể mua thêm cái dây này, mấy chục nghìn một dây thôi nhé. Đây này dây này, và một cái phần thân lá chính. Đây là trong này là hết rồi nhá. Thì bây giờ để hướng dẫn cho anh em cái cách lắp hai lục giác này. Thì một lục giác ấy là nó dùng trong cái việc xoáy vào con ốc ở dưới này nhá. Nếu mà anh em muốn tháo cái cần trợ lực này ra. Đây, muốn tháo cần trợ lực này ra nhá. Dạ vâng. Thì bắt đầu anh em xoáy cái này. Đấy. Là sẽ xoáy được cái này ra. Đây là trường hợp nào mà anh em không muốn dùng cần trợ lực cho nó gọn gàng nhá, thì nó sẽ dùng cái lục giác đấy. Và cái phía dưới này nó có cái hệ thống khe để cho anh em kẹp được cái tai để dùng đèn pin nữa đấy. Thế nhưng bây giờ nó có hơi rườm rà, đơn giản là chơi như này thôi. Đấy nhá. Rồi, còn cái lục giác to hơn thì giúp cho anh em siết cái ốc trên này để giữ được cái càng này cho nó vững nhá. À, giữ cho nó vững. Đó, rồi.
Rồi, bây giờ vững này. Thì còn để móc được dây vào thì anh em để nó như thế này. Đây là phía này là phía sau nhá. Cái này phía sau này. Để đúng chiều nhá, các bác nhé, để đúng chiều. Cái này sẽ gập lên này. Cái này phía sau này. Anh em để vào đây. Cái dây này ấy, là 3 dây nhá, anh em sắp xếp này. Đây, cái này là sẽ xẻ giãn như mình sẵn đây này. Mình kéo giãn ra. Đây, kéo giãn ra nhá. Thả xuống. Rồi. Là cái phía trên này này. Nó có hòn bi cho mình. Cái hòn bi nó nằm trong này nó hãm lại nhá. Để đến dây trên cùng. Đến dây trên cùng. Đây một chiều này là có 2 dây. Chiều này 2 dây. Và chiều còn lại thì sẽ có 1 dây. Đây anh em làm nốt chiều còn lại nhá. Đây là nó hoàn chỉnh hoàn một bên này, hoàn chỉnh một bên. Tương tự mình lắp tiếp bên nữa nhá. À, đối với cái lá này thì nó là hàng trợ lực cao cấp đẹp nhất. Thế còn anh em nào muốn chơi nhẹ nhàng thì cũng có mẫu nhỏ nhẹ hơn. Nhưng hôm nay giới thiệu với anh em là cái mẫu này. Rồi, như vậy là đã hoàn chỉnh nhá. Đã chiến đấu được rồi. Rất là tiện cho anh em chơi giải trí săn bẫy. Nhiều khi anh em đi đặt bẫy đi săn ấy, hay gặp chó gặp má thì mình cần cái này để mình đuổi. Hay là gặp mèo ấy chẳng hạn nhá, mình đuổi không thì nó tấn công con mồi của mình. Đấy. Thế còn giá của bộ này nhá, giá của bộ này thì nó hơn 200 một chút. Có nói như vậy đi. Còn anh em nào mà có muốn mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp thì sẽ có cái giá chi tiết hơn. Nó chỉ là hơn 200.000 thôi. Nha các bác nhá, dây dự phòng cũng có. Còn anh em nào mà muốn chơi hàng nhỏ hơn thì có cả hàng nhỏ hơn. Hơn 100.000 nhá, hơn 100.000. Nói chung là cũng có rất là nhiều mẫu. Để một cái clip sau tôi sẽ giới thiệu chi tiết với các bác từng cái mẫu một để cho các bác nắm được nhé. Rồi xin chào, hẹn gặp lại trong những video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi.